Hello, xin chào tất cả anh em quay trở lại kênh YouTube mình nhá. Đây mình vừa đi học về đây. Thì hôm nay lúc đi học thì mình mới mua được một con, người ta gọi đấy là con cá, nhưng mình nghĩ cũng không phải là con cá đâu. Anh em đón chờ clip mình nhá. Anh em có nhìn thấy gì không nhỉ? Thì đây sẽ là nhân vật chính hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em. Mà người ta đã gọi đây là một loài cá mà mình thấy nó chẳng giống loài cá gì nào cả. Con này có tên là cá cóc Trung Quốc anh em nhé. Tên khoa học của nó là Chinese Fire Belly Newt. Con này phân bố khá phổ biến rộng rãi ở bên Trung Quốc ấy. Mà đây nó đã được trông yêu phết anh em nhỉ. Đấy, phân bố khá phổ biến ở rộng rãi ở khắp Trung Quốc anh em nhé. Nay là đã được phổ biến ở Việt Nam mình. Thì con này người Việt mình hay nhầm cả cá cóc Tam Đảo anh em nhé. Bọn cá cóc Tam Đảo rất là hiền, nhưng mà bây giờ nó ở trong sách đỏ anh em ạ. Nó sắp bị tuyệt chủng nơi rồi. Nên là anh em nào muốn nuôi ấy, thì chơi loài cá cóc Trung Quốc này cũng được rồi. Đấy, trông yêu ấy. Bọn này ấy, mà khuyên thật anh em nhé, anh em không nên bắt nó ra chơi đâu, bởi vì bộ này trên da nó có độc anh em nhé. Đấy, nếu mà ông nào mà muốn ăn thịt nó thì bắt ra ăn, ăn xong xem thấy mình như nào thì tôi không biết đâu anh em nhé. Cảnh báo anh em trước rồi ấy, là con này độc rất là cao anh em nhé. Anh em nào mà sờ vào người nó ấy, đi rửa tay luôn cho tôi nhờ anh em nhé. Thì bọn này ăn uống cũng dễ thôi, nó ăn giống như ở cá anh em ạ. Bọn này nuôi chung được với cả cá anh em nhá. Cá nói chung là cá anh em nuôi thấy con cá bảy màu ấy, bây giờ loại bình tích ấy, mua ngoài chợ ấy, rẻ. Có 7.000 đến 8.000 một đôi anh em ạ. Mai mình sẽ mua thêm mấy cái con cá cho vào cho nó đẹp. Con này là mình mua của lại của một thằng bạn học trong trường mình. Bây giờ biết là nó cũng có đam mê là chơi bò sát giống mình. Đấy, hôm qua đăng bài lên hội hỏi đấy, hóa ra thằng bạn cũng nuôi. À, bảo thôi ông để lại tôi mua về tôi review cho anh em xem, lâu rồi không ra clip. Đấy, thức ăn bọn này phổ biến là anh em cứ cho ăn cho mình là chuồn chỉ nhá, con chuồn chỉ, con giun đỏ ấy mà anh em hay cho cá. Anh em mà nuôi cá trọi thì cũng không cần phải quan tâm gì, biết rồi đấy. Thì anh em setup nó cái chuồng như này nhá, một cái bể tầm to này. Sau anh em để cho mình một hệ thống bộ lọc. Bộ này là bộ lọc nước nhá, bộ lọc nước bể cá đấy. Xong rồi anh em setup cho mình đá điếc lên để cho nó trèo lên nghịch ngợm này. Cây điếc này nhìn trông cho nó hoang dã thì đúng không? Trông nó hoang dã đúng không? Đèn đóm thì bọn này sống ở các vùng suối nhá. Nước lúc nào cũng là mát mẻ nó mới sống được. Mát mẻ với cả sạch sẽ anh em nhá. Nên là mùa hè bọn này thì anh em dùng cho nó mấy cái quạt tản nhiệt ấy, quạt tản nhiệt mà nuôi trong bể thủy sinh ấy, mua ở ngoài cá cảnh chắc cũng tầm về 100-200 nghìn ấy, tầm đấy. Mùa đông này ngoài Bắc mình thì cũng không cần đâu, bọn này nuôi dễ mà. Ngoài Bắc mình bây giờ đang lạnh mà, lạnh sun cả gòi ra, bọn này sống không cần đấy, trông yêu. Rồi anh em nhá, bọn này đặc điểm nhận dạng bọn này rất dễ. Đây đầu nó dẹp dẹp này, yêu yêu này. Xong ở dưới bụng nó màu đỏ nhá, kiểu mấy cái dung nham ở núi lửa phun ra ấy. Đấy anh em thấy chuẩn không? Đẹp nhở? Thì bọn này nhá, sống tuổi thọ của nó trung bình khoảng là từ 15. Nhiều con thấy mình đọc ở trên sách báo ấy, thì nó bảo là sống đến tận 30 năm cơ anh em ạ. Sống nói chung là sống khi nó anh em chán thôi. Nên anh em không quan tâm về tuổi thọ nó mấy làm gì, cho mệt cả. Đấy thì bọn này max size bọn này thì rơi tầm 10cm nhá. Nói chung là rất là nhỏ bé anh em ạ. Nuôi rất là dễ, bể thủy sinh nhất. Nuôi như là anh em nuôi xâm xấp nước nhá, đừng nuôi nước cao quá không được, không tốt đâu. Em cứ nuôi xâm xấp nước này cho mình. Đấy, đợi mình ra mình lấy chuồn chỉ ra cho vào chuồng nó xem nó có ăn không, sợ chưa ăn. Đây anh em nhá, đây là chuồn chỉ mình cho nó ăn này.
chung là có mỗi một con thôi, nên là cho ăn ít thôi. Khi nào mình sẽ kiếm thêm một hai con nữa thả vào bể khá là to, mà để một con thấy cảm giác trống á, mà setup này trông kinh kinh căng thẳng phết đấy. Xin anh em nhá, giọng mình hôm nay bị làm sao ấy, nói cứ lóc. Chết, mùa đông lạnh ngáo. Chỗ anh em có lạnh nhỉ? Chỗ mình lạnh lắm anh em ạ. Sáng nay mãi mới đi học rồi. Đi học suýt điệu muộn. Ôi, cẩn thận nó bị hút vào cái lọc kìa. Lướt rồi. Lướt vào lọc rồi. Đấy anh em ạ, nó ăn rồi đấy. Vừa lấy về món ăn này gọi là cũng dạn đấy. Rồi. À, video của mình đến đây kết thúc rồi, cũng ngắn ngắn thôi anh em ạ, đỡ tốn thời gian của anh em nhá. À, cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Nếu anh em thấy hay, nhấn like và đăng ký kênh cho mình nhá. Mình cảm ơn.